Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 30 tháng 7 năm 2022 nhiều địa phương tiếp tục biến động. Hôm nay, công ty CP miền Nam cũng điều chỉnh giá heo thịt bán ra. Giá heo hơi miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn có mức giá 67.000 đến 68.000 đồng trên kg nhưng mức giá 65.000 đến 66.000 đồng trên kg nhiều hơn. Tại các tỉnh thành đồng bằng như Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình Hải Dương vẫn phổ biến quanh mức 63.000 đến 68.000 đồng trên kg. Mức giá 63.000 đến 65.000 đồng trên kg xuất hiện nhiều tại các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Những đàn heo đẹp mới có giá 66.000 đến 67.000 đồng trên kg. Các tỉnh vùng núi Tây Bắc phổ biến trong khoảng 60.000 đến 66.000 đồng trên kg. Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu Điện Biên chỉ còn 62.000 đến 67.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai ghi nhận ở mức 60.000 đến 67.000 đồng trên kg. Quảng Ninh từ 64.000 đến 68.000 đồng trên kg. Ngày 29 tháng 7, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2022 tăng. Một trong những ngành hàng là tác nhân khiến CPI tăng là thịt heo và một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Đây là nguyên nhân khiến ít ngày trước đó. Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp bình ổn giá heo. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm chậm hơn. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 62.000 đến 66.000 đồng chuẩn kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 60.000 đến 65.000 đồng trên kg. Các tỉnh Nam Trung Bộ ghi nhận giá heo hơi ở Quảng Nam. Đà Nẵng từ 63.000 đến 66.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng 61.000 đến 66.000 đồng trên kg. Khánh Hòa, Bình Thuận từ 63.000 đến 66.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên còn 60.000 đến 65.000 đồng trên kg. Trong đó Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 62.000 đến 65.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum Đắk Nông giao động từ 60.000 đến 65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Nam vẫn trong xu hướng giảm. Theo một số đầu mối, thị trường bắt đầu vào mùa thấp điểm do bước vào tháng 7 âm lịch, tỷ lệ người ăn chay nhiều, tiêu dùng thịt giảm. Các doanh nghiệp chăn nuôi cũng giảm giá heo thịt bán ra. Những ngày tới đà giảm được dự báo sẽ còn tiếp tục. Khu vực Đông Nam Bộ như Tiền Phong, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận giá heo hơi còn 64.000 đến 67.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước từ 62.000 đến 66.000 đồng trên kg. Tại Tây Nam Bộ, giá heo hơi hôm nay còn 63.000 đến 67.000 đồng trên kg. Trong đó Long An, Tiền Giang từ 62.000 đến 67.000 đồng trên kg. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Hậu Giang trong khoảng 61.000 đến 66.000 đồng trên kg, Cần Thơ ở từ 60.000 đến 68.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 62.000 đến 67.000 đồng một kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 29 tháng 7 năm 2022 là 4.400 con. Giá thịt heo xỉ, heo mảnh tiếp tục giảm, trung bình khoảng 58.000 đến 84.000 đồng trên kg. Nhằm bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, đồng thời bình ổn giá thịt heo hơi trên thị trường, cục trưởng cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Tất thắng cho biết, bộ không tính đến phương án nhập khẩu thịt heo sống từ các nước trong khu vực, thay vào đó sẽ đẩy mạnh tái đàn trong nước. Hiện tại, bộ đang tích cực phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, duy trì tổng đàn heo khoảng 28 triệu con, bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Xong, để đẩy nhanh tốc độ tái đàn cần chủ động sản xuất con giống, kiểm soát giá thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, heo hơi được bán với mức giá khá tốt so với hồi đầu năm 2022 và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá thành nuôi heo tăng cao nên người chăn nuôi heo vẫn chưa có lời nhiều, nhất là những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và phải nuôi heo dựa hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp với giá cao. Chỉ trong vòng 3 tuần đầu tháng 7 năm 2022, Giá heo hơi tại vùng đồng băng sông Cửu Long và nhiều địa phương trong nước đã tăng tổng cộng khoảng 15.000 đến 20.000 đồng trên kg so với hồi đầu năm 2022. Từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2022, giá heo hơi được hộ chăn nuôi heo bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức 65.000 đến 70.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, đến ngày 25 và 26 tháng 7, giá heo hơi đã giảm còn dưới 70.000 đồng trên kg giá giảm do thông tin chính phủ tăng cường các giải pháp nhằm bình ổn giá, cũng như do người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi tăng lượng heo bán ra. Dù vậy, giá heo hơi vẫn đang cao hơn khoảng 15.000 đến 16.000 đồng trên kg so với hồi đầu năm 2022. Theo Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ cuối tháng 5 năm 2022, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm nhẹ. Dự báo trong thời gian tới, Giá một số nguyên liệu chính có thể giảm nhưng không nhiều do gần đây một số nước đang thực hiện chính sách an ninh lương thực trong nước cấm xuất khẩu. Điều này cũng ảnh hưởng đến giá ngô, khô đậu tương, lúa mì làm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, mới đây, giá các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh tăng do một số doanh nghiệp chưa tăng giá trong tháng 5. 6 phần 2022 phải sử dụng nguyên liệu thức ăn giá cao nhập trước đó. Cụ thể, thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 13.350 đồng trên kg tăng 1,1%. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp 6 tháng đạt khoảng 10,5 triệu tấn tương đương so với 6 tháng đầu năm 2021, trong đó thức ăn cho heo chiếm khoảng 55% tổng sản lượng, tăng khoảng 13,2%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức công bố và công nhận lưu hành chính thức cho sản phẩm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco khi đã công bố sản xuất được nhưng vẫn chưa phân phối ra thị trường nên lợi dụng việc này. Nhiều đối tượng ngang nhiên quảng cáo, ra bán ăn theo các loại vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đôi khi chỉ là chế phẩm sinh học hoặc các loại vaccine phòng bệnh dịch khác nhưng khiến người dân hiểu nhầm, dẫn đến tình trạng chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, trong vai người cần mua vaccine, phóng viên có thể dễ dàng được chủ cửa hàng thuốc thú y tư vấn bán cho vaccine có thể phòng được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hình thức, chữ in trên bao bì sản phẩm sẽ khiến nhiều người không biết phân biệt thế nào. Ngay các cơ quan quản lý thuốc thú y Hà Nội cũng chưa hiểu vì sao các cửa hàng lại tư vấn cho người dân như vậy. Thực chất loại vaccine được chủ cửa hàng giới thiếu chỉ phòng được bệnh dịch tả thông thường trên lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức giám sát việc sử dụng vaccine tả lợn châu Phi theo hai giai đoạn. Giai đoạn một sử dụng 600.000 liều ở diện hẹp, được giám sát chặt chẽ, lấy mẫu đánh giá lưu hành virus vaccine và đáp ứng miễn dịch bảo hộ. Giai đoạn 2, sau khi có báo cáo đánh giá kết quả sử dụng 600.000 liều vaccine, Bộ sẽ xem xét chỉ đạo sử dụng vaccine ở phạm vi toàn quốc trong thời gian tới. Giá heo hơi tăng mạnh do chi phí chăn nuôi tăng và gần đây nhiều tiểu thương. Doanh nghiệp không chỉ thu mua heo hơi phục vụ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang một số quốc gia lân cận như Campuchia, Trung Quốc hiện nguồn cung tại nhiều địa phương cũng sụt giảm so với các tháng trước do lượng heo tới lứa xuất bán không nhiều cũng như do người dân giảm nuôi heo nhất là các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ lẻ thời gian qua giá thức ăn gia súc và nhiều chi phí đầu vào phục vụ nuôi heo liên tục tăng giá heo hơi lại giảm xuống dưới mức giá thành sản xuất nhiều người nuôi heo lỗ nặng sau khi xuất bán heo nên gặp khó về vốn để tái đàn heo mặt khác nhiều người dân cũng buộc phải giảm đàn heo nhằm hạn chế thua lỗ do giá thấp và rủi ro do dịch bệnh, nhất là khi dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có thuốc đặc trị bệnh này. Hiện nay, do sự chênh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y, Hiện nay do sự chênh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là việc vận chuyển lợn từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lờ mồm long móng giữa các nước với Việt Nam. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 30 tháng 7 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.